chỉ 25 gram nọc độc, hạ 10 người trưởng thành, bạch tuộc đốm xanh, loài vật nguy hiểm nhất trên trái đất mà bạn cần biết. Bạch tuộc đốm xanh là một trong những loại bạch tuộc độc nhất thế giới, chúng dễ dàng nhận biết với những đốm xanh bên ngoài da. Bạch tuộc đốm xanh được cho có bản tính khá hiền, ngoan ngoãn nhưng chúng rất nguy hiểm với loài người nếu khiêu khích chúng. Và chúng được công nhận là một trong những sinh vật biển độc nhất thế giới. Chất độc của bạch tuộc đốm xanh vẫn có thể tồn tại ở nhiệt độ cao hay đã chết. Chất tetrodotoxin chủ yếu có trong nước bọt của bạch tuộc, đồng thời còn có ở các phần mềm khác ở thân. 25 gram nọc độc của loài bạch tuộc này có thể giết chết 10 người nặng trên 70 kg. Nếu ăn phải thịt bạch tuộc đốm xanh thì sau khoảng 30 phút đến 3 giờ đồng hồ sau khi ăn sẽ xuất hiện các triệu chứng như khó chịu, mặt đỏ, đồng tử co rồi giãn ra, buồn nôn, tiêu chảy, chân tay mỏi rũ, thậm chí có người còn thấy rét run, đầu ngón chân, ngón tay tê dại. Còn qua đường da, thậm chí gây tử vong chỉ sau 10 đến 20 phút.